Lời khẳng định của một đệ tử. Tôi là một điểm ánh sáng bên trong ánh sáng vĩ đại hơn. Tôi là một tia năng lượng yêu thương bên trong dòng chảy của tình thương thiêng liêng. Tôi là một điểm của ngọn lửa hy sinh tập trung bên trong ý chí rực lửa của Thượng Đế. Và như thế tôi đứng. Tôi là con đường giúp con người có thể đạt đến. Tôi là nguồn sức mạnh giúp họ có thể trụ vững. Tôi là chùm ánh sáng soi sáng con đường của họ. Và như thế tôi đứng. Và như thế tôi đứng xoay vòng, bước theo con đường của nhân loại. Và cũng biết con đường của Thượng Đế. Và như thế tôi đứng. Oh.